Xin chào các anh em, chào mừng các anh em đã trở lại với kênh đồng hồ Nhật Quát. Hôm nay em xin giới thiệu lại cho các anh em mẫu đồng hồ Seiko 501. Form của kênh Seiko ha, form này rất là đẹp, khá là mỏng. Con này là cải niền nha các anh, máy muốn lấy máy rồi phải cải niền. Toàn thân là inox, dây khóa zin. Con này riêng nguyên bản hay không lai tạp bất cứ món nào hết. Kính là kính cứng của Seiko luôn, kính zin của nó luôn. Núm zin của nó không có logo ha. Chỉ núm có logo thì chỉ có núm của Ren Seiko thôi. Hoặc là kính Seiko mới có logo. Còn con này thì không có. Nguyên zin nguyên bản nó là vậy các anh. Đừng gấp thói lấy thai chữ có chữ Seiko hay là chữ gì lên thì nó làm mất cái chất của em nó. Thì con này là có hai lập ha, hai lập chỉnh bình thường, có dừng kim dây thì chỉnh giờ luôn, có hỗ trợ có tay cho các anh em luôn. Máy này là máy auto nha các anh, 25 chân kính. Size của em nó là size 36.5 và phù hợp với cái tay của anh em mình. Size cổ là con này là gì là to lắm rồi. Cái ngoại hình còn rất là đẹp, cực kỳ đẹp. Dây khóa luôn. Rồi anh nào thích thấy con này thì nhấc máy lên alo cho em ha. Giá của em nó là 3.2 triệu. 3.2 triệu nha các anh, 3.2 triệu. Số điện thoại em là 0378275894. Size của em nó là 36.5. Giá 3.2 triệu. 36.5, 3.2 triệu. Cảm ơn các anh nha.